Hôm nay cô tặng cho em con 10. Anh nhận em đi ăn súp lươn đi. Hôm nay em được 10 điểm à? Dạ ai? Em ăn súp lươn á? Dạ ai? Ok, lên xe ta đi em. Dạ. Đây, súp lươn của em đây này. Của anh nhìn là ngon rồi anh ạ. Để anh cho em ăn một miếng này. Ngon rồi em ơi. Dạ anh. Hà mồm to anh đút cho phát luôn. Ngon không em? Ngon à. Thả tay ra. Ngon quá. Lần sau cố gắng học cho ngon này, anh cho ăn tiếp nhá. Dạ anh. Em ăn đi em. Dạ anh. Ngon quá nha. Đây, qua bên đi. Anh em nhớ đăng ký kênh này với mình. Ăn ngon không cho mỗi ngày nhá.